số thứ 6 của trận công đài thứ 2, lô đài Mitani kỳ 77 giữa Trương Hữu Trọng và Trần Ngọc Tú. Tỷ số bàn cùng tạm thời đang là 3-2 nghiêng về cho Trần Ngọc Tú. Và như vậy xét đấu này sẽ rất căng, tại vì Trọng sẽ phải san bằng xét này để đến xét 7. Còn được lại Tú cũng muốn kết thúc. Cảnh điều hợp qua xét 7. Đúng rồi. 96.